¿Qué es lo que se llama? Đình ở phía bên Việt Nam này thì gặp những cái rắc rối, gặp những cái buồn phiền thì được bị các đối tượng khác là rủ dê, là dụ dỗ sang bên kia sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, thì sau đó là đi theo và biết là mình sang bên kia là không được phép, nhưng mà vẫn cố tình đi, sau đó là trở thành nạn nhân và bị bán sang phía bên Trung Quốc.